các bạn. Tôi là Đoàn Văn Hậu, tôi đến từ Việt Nam. Tôi năm nay 20 tuổi và đá vị trí hậu vệ trái. Tôi cảm thấy rất là hồi hộp và tôi nghĩ là đây là điều may mắn với tôi, và tôi sẽ tận dụng những cái khoảng thời gian ở đây, và tôi sẽ cố gắng hết mình và cống hiến hết mình vì câu lạc bộ để cùng toàn đội, cùng câu lạc bộ có được thành tích tốt nhất. Tôi lối chơi của tôi thì tôi luôn luôn có được sự nhiệt huyết và luôn luôn mong muốn là toàn đội sẽ giành chiến thắng. Ở Việt Nam thì bóng đá có rất nhiều giá trị với người Việt Nam, và đó là một cái niềm tự hào dân tộc của Việt Nam. Và mỗi khi mà các cầu thủ của đội tuyển ấy khi mà đi ra ngoài đường ấy, rất được những người dân Việt Nam đón chào. Tôi mong muốn được ra sân thi đấu thật nhiều, và tôi sẽ cố gắng tập luyện thật tốt và sẽ được huấn luyện viên trao cho cơ hội thi đấu thật nhiều. Sự khác biệt của bóng đá Hà Lan, bóng đá Việt Nam là tốc độ trận đấu rất là nhanh và sự chuyên nghiệp của các cầu thủ. Tôi là một cầu thủ mới đến, nên tôi chưa tìm hiểu rõ về người dân ở nơi đây, và tôi sẽ tìm hiểu dần. Tôi sẽ quay lại sớm nhất. Mong những gì diễn ra ở Việt Nam hoàn tất thủ tục sẽ tốt đẹp và tôi sẽ sớm quay trở lại. Trước thời điểm Đoàn Văn Hậu gia nhập câu lạc bộ Heerenveen, trang Facebook của đại diện Hà Lan chỉ có khoảng 80.000 lượt theo dõi. Đến thời điểm hiện tại, con số này đã hơn 180.000 lượt theo dõi. Tất cả những bài viết có thông tin liên quan đến Đoàn Văn Hậu đều đạt lượng tương tác kỷ lục. Hình ảnh chào mừng tuyển thủ trẻ của đội tuyển Việt Nam khoác lên màu áo sọc xanh trắng đăng tải trên Instagram của câu lạc bộ cũng nằm trong số những bài đăng chiếm nhiều lượt yêu thích nhất, với hơn 9.000 lượt. Phần lớn sự tương tác đột biến này đến từ các cổ động viên Việt Nam, mà chính tờ Amro Friesland cũng phải công nhận tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của người dân đến từ đất nước hình chữ S. Trong khi đó, một tờ báo khác của Hà Lan là Football Zone lại không ngần ngại gọi hậu vệ 20 tuổi là Đoàn Văn Bale nhằm so sánh với Gareth Bale của Real Madrid, đồng thời cho rằng anh là tài năng lớn đến từ Việt Nam. Fox Sports Asia cũng liên tục theo sát những diễn biến từ thương vụ của Đoàn Văn Hậu, cũng như gọi anh là ngôi sao của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội hay ngôi sao của đội tuyển Việt Nam. Hình ảnh đầu tiên được trang fanpage của Heerenveen đăng tải cho thấy Văn Hậu đã có mặt tại sân AB Lenstra và vào phòng thay đồ của đội bóng. Anh cũng đã khoe chiếc tủ quần áo mà đội bóng dành cho mình. Trên cửa có dán tên Văn Hậu bằng tiếng Việt và số 15. Có thể dễ dàng nhận thấy, dù sau hành trình dài, Văn Hậu vẫn rất khỏe mạnh và tràn đầy hứng khởi. Ngoài ra, trên trang cá nhân, người đại diện của Văn Hậu lại đăng tải một số hình ảnh thú vị về chiếc xe riêng mà câu lạc bộ dành cho Văn Hậu để đi lại trong thời gian thi đấu cho Heerenveen. Cùng với đó là những hình ảnh về chiếc áo đấu in tên Văn Hậu trong cửa hàng lưu niệm của câu lạc bộ và cả căn hộ riêng mà anh được câu lạc bộ phân cho. Được biết, tại Heerenveen, câu lạc bộ có một tòa nhà chung dành cho các ngoại binh và mỗi người sẽ ở trong những căn hộ riêng biệt. Dự kiến, Văn Hậu sẽ có 2 ngày để nghỉ ngơi và sẽ chỉ bắt đầu tập luyện với câu lạc bộ từ ngày 20 tháng 9 để chuẩn bị cho trận đấu với câu lạc bộ Utrecht tại vòng 7 giải vô địch quốc gia Hà Lan.